Bạn sẽ tag ai vào video này? Vậy em đố chị, ba An có 3 khu vườn, mẹ An ra thu hoạch hết 2 khu vườn của ba An, cuối cùng bà nội An ra ăn hết khu vườn còn lại. Hỏi nhà An nuôi bao nhiêu con bò? Ai biết rồi mấy con? Một con. Nó đâu? Nó nè. Em nói là chị ngu với con bò đó hả? Em không có ý nói cái điều đó nha. Chưa, ý của em nói đây là con bò nó ngu ý với chị. Ừ, vậy được. Bây giờ chị mới chính thức là ngu với con bò nè.